cô bằng vào thực lực của bản thân, trở thành công chúa thật của Disney làm cho người ta ghét nhất. Có người bình luận công chúa này là người đáng chết nhất trong tất cả chuyện cổ tích. Có người xem xong thì nói luôn, ngu là tội lỗi của công chúa. Có người nói cô là công chúa đáng ghét nhất trong lịch sử, không ai hơn được. Bởi vì Aurora lại tin tưởng dễ dàng vào mẹ của vương tử Philip, phản bội lại người mẹ đỡ đầu còn thân hơn mẹ ruột, đã nuôi nấng cô lớn lên, Maleficent. Cuối cùng còn khiến cho bà bị giết và hóa thành tro tàn. Không, cảnh này éo khác gì con gái gả đi bênh vực mẹ chồng ác độc hết á. Ngược lại cô còn nghi ngờ và trách cứ mẹ ruột đủ điều. Mà loại cốt truyện làm nát bét tam quan thế này, thảo nào lại có nhiều người xem ném đá thế. Từ sau khi Aurora được ban danh hiệu nữ hoàng rừng mo, thì Maleficent đã giao toàn quyền phụ trách rừng mo cho cô. Nhưng những sự vụ phức tạp trong rừng đã khiến cho Aurora cảm thấy rất bực bội. Nhất là dạo này còn xảy ra chuyện rất nhiều tinh linh mất tích, làm cô suốt ngày phải vùi đầu vào việc như một quốc vương. Tiểu tinh linh cướp vương miện đi và dụ Aurora tới dưới cây liễu. Sau đó vương tử Philip đột nhiên xuất hiện làm cô giật nảy mình. Hóa ra việc tiểu tinh linh cướp vương miện đều là hắn sắp đặt cả. Mục đích đúng là vì cầu hôn cô vào hôm nay. Chỉ thấy Philip ăn mặc lộng lẫy, quỳ một chân trên đất và lấy nhẫn ra. Và Aurora đã đồng ý ngay tức khắc. Sau đó hai người ôm hôn nhau với tình cảm nồng nàn. Nhưng chuyện khó giải quyết nhất bây giờ, làm nên nói tin này với Maleficent như thế nào? Quả đen thấy thế thì vội vàng đi tìm Maleficent báo cáo tình hình. Mà Philip thì cũng ra roi thúc ngựa chạy về vương quốc của mình, muốn báo tin tốt này cho quốc vương và vương hậu Ingrid. Philip là vương tử của vương quốc Anstead. Bố của hắn quốc vương xứ Anstead, John là một người chủ trương hòa bình. Nhưng mẹ hắn, vương hậu Ingrid thì sau lưng lại là người rất hiếu chiến. Khi nghe nói Philip đã cầu hôn được Aurora, quốc vương vui mừng nói cuối cùng cũng có thể trở thành liên minh với rừng mo. Mà vương hậu Ingrid thì muốn mời Aurora tham gia tiệc tối với vẻ ẩn ý, còn dặn Philip phải mời được Maleficent theo. Song Maleficent vẫn luôn không thích Philip, thậm chí còn chán ghét mỗi người đàn ông tới gần con gái của bà. Tình yêu chưa chắc đều có kết cục viên mãn. Bé cưng à, con chỉ mong người sẽ tin tưởng vào con. Xin hãy cho chàng ấy một cơ hội. Người đã nhìn lầm thật rồi. Chàng ấy rất tốt bụng, hơn nữa còn rất săn sóc. Săn sóc cái gì? Đêm nay quốc vương và vương hậu Ingrid muốn chúc mừng. Bọn họ mời cả người tới lâu đài tham gia tiệc tối. Maleficent cũng không nỡ làm khó cô, nên bà đã đồng ý có mặt trong bữa tiệc tối của quốc vương và vương hậu Ingrid. Hơn nữa còn trang điểm một phen dưới bóng ngực của nước, luyện tập lễ nghi của con người. Xin chào, có lẽ nên đừng để lộ răng ra thế nhiều quá. Thế này thì sao? Nói lời khách sáo đi. Nhận được lời mời của các vị, ta cảm thấy vinh hạnh khôn cùng. Ghi nhớ, bọn họ không phải kẻ địch. Rất cảm ơn các vị đêm nay đã mời ta tới. Được rồi đấy, tốt hơn nhiều rồi. Thử hành lễ đi. Không hành lễ cũng được. Aurora lo, cặp sừng trên đầu Maleficent sẽ làm người khác sợ. Thế là cô lấy một tấm lụa đen ra, muốn mẹ đỡ đầu che nó lại. Mà Maleficent thì cũng chịu đồng ý. Thanh danh của Maleficent trong thế giới loài người cũng không tốt. Mặc dù sau khi bà nguyền rủa Aurora rồi lại tự mình cứu về, còn coi Aurora làm con gái, nuôi cô lớn lên. Nhưng loài người chỉ nhớ rõ câu chuyện công chúa bị nguyền rủa, chứ còn phần sau của câu chuyện thì lại lãng quên đi một cách thần bí. Cho nên con người đều coi bà là ác ma tội ác tày trời. Khi Maleficent và Aurora đi tới vương quốc Anstead, thì dân thường và binh sĩ trong vương quốc đều khủng hoảng như gặp phải đại địch. Mặc dù Maleficent đã cố kiềm chế bản thân trong tiệc tối, nhưng những lời đầy sự châm chọc của vương hậu Ingrid vẫn chọc bà giận. Bắt đầu từ đêm nay, Aurora sẽ trở thành con gái của ta với danh nghĩa kết hôn. Dừng lại, kết minh là chuyện không có khả năng. Kết hôn cũng không thể. Maleficent, chúng ta phải bảo vệ quốc vương. Maleficent, làm ơn hãy bình tĩnh chút. Thân ái, thiếp sợ quá. Mà đúng lúc này, quốc vương John đột nhiên cảm thấy người khó chịu. Ông ngã lăn quay ra đất giống như Aurora chúng nguyền rủa trước kia. Và thế là ngay lập tức vương hậu Ingrid kết luận là Maleficent nguyền rủa quốc vương. Aurora thấy thế thì cũng quay ra nghi ngờ đây là việc do bà làm ra. Người đã làm gì vậy? Ta chẳng hề làm gì hết. Aurora, chúng ta về nhà thôi. Aurora, nhìn con gái mà mình vất vả nuôi lớn, lại tin người khác dễ dàng chứ không tin mình. Trong lòng Maleficent chỉ cảm thấy thất vọng tột độ. Sau đó bà vung cánh bay ra bên ngoài cùng với quạ đen. Nhưng thuộc hạ của vương hậu Ingrid, Gedda thì đã mai phục sẵn ở trên đài quan chiến và bắn thẳng đạn sắt vào người của Maleficent. Maleficent bị thương rơi vào trong sông, men theo thác nước trôi xuống hạ du. Quả đen cũng rơi từ trong không trung xuống vì ma lực đã mất tác dụng. Vốn cứ tưởng bà sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng mà trên bầu trời lại xuất hiện người có cánh giống như bà. Chỉ thấy hắn chui vào đáy nước và cứu Maleficent đã mơ màng lên. Sau đó thì vọt lên trời bay về phương xa. Mà Aurora vẫn còn ở trong lâu đài thì cũng không thấy được tình hình ở bên ngoài. Cô tự trách, tất cả đều là do lỗi của con. Mà vương hậu Ingrid giả nhân giả nghĩa thì an ủi cô, con đừng xin lỗi. Nữ ma đầu Maleficent luôn là mối uy hiếp đối với bất cứ ai. Sau đó Aurora vội vã trở lại rừng rậm muốn tìm mẹ đỡ đầu. Song dù cô có gọi thế nào thì cũng không thấy bóng dáng của Maleficent đâu. Mà quạ đen mãi mới về được cũng không biết bà đang ở nơi nào. Trong khi đó Gedda trở lại báo cáo tình hình đánh lén.
sau khi biết Maleficent không có chết mà còn được đồng loại cứu đi, thì bà ta ra lệnh cho cả vương quốc lập tức chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Bọn họ chế tạo ra vô số đạn sắt và cung nỏ, còn tăng cường phòng ngự trong lâu đài. Lúc này Maleficent còn đang nằm ở một nơi giống tổ chim. Hóa ra đây là đại bản doanh của Dark Fae. Bọn họ là tộc đàn có cánh bị loài người dùng vũ khí làm bằng sắt xua đuổi và tiêu diệt. Bây giờ chỉ đành chịu nhục sống ở dưới đất. Cho nên phần lớn người của bọn họ đều cực kỳ căm thù loài người, đề nghị muốn khai chiến cùng với loài người đáng ghét tới tột độ kia. Nhưng mà Conan đã cứu Maleficent trở về thì lại không đồng ý. Hắn cảm thấy Dark Fae không thắng được con người có số lượng đông đảo. Biện pháp tốt nhất hiện giờ chính là tìm sự hòa bình. Nhưng bọn họ lại phát hiện Maleficent có được ma pháp hùng mạnh. Có lẽ Maleficent có thể trở thành vũ khí cuối cùng của Dark Fae để đánh bại con người. Conan dẫn Maleficent đi đến thế giới ngầm mà Dark Fae sinh sống. Nơi này có đàn Dark Fae tới từ các nơi trên thế giới, bao gồm ở trên băng nguyên, trong rừng rậm cùng với ở trong sa mạc. Mà hang này thì là nơi khởi nguồn của Dark Fae, đồng thời cũng là chỗ tránh nạn cuối cùng của họ. Maleficent nhìn thấy đứa trẻ ở đối diện đang luyện tập bay lượn. Chỉ thấy cậu bé bị đẩy tới vách núi cao hơn chục nghìn mét. Khi sắp chạm tới đáy thì vung mạnh cánh bay lên. Những đứa trẻ này vốn nên được bay lượn tự do trong trời xanh, nhưng giờ lại chỉ có thể kìm chế thiên tính của mình dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời. Maleficent nói với Conan, ta có thể giúp mọi người đánh với loài người. Nhưng Conan lại bảo bà, đừng phủ định nội tâm của mình. Ngươi đã nuôi lớn một đứa trẻ loài người. Có lẽ chúng ta không cần tránh né con người. Chúng ta có thể cùng tồn tại, không có sợ hãi và chiến tranh. Cùng nhau chung tay tìm đường ra. Đó là chuyện không tài nào thực hiện được. Sau đó bọn họ đi tới di tích cung phụng hóa thạch của Phượng Hoàng. Truyền thuyết Phượng Hoàng chính là tổ tiên của Dark Fae. Maleficent có được ma pháp thì có lẽ chính là đời sau của Phượng Hoàng. Cho nên thái độ và hành vi mà Maleficent dành cho con người là hy vọng cuối cùng để thay đổi vận mệnh cho Dark Fae. Conan hy vọng Maleficent sẽ giúp loài người và Dark Fae đạt thành hòa bình. Nhưng sau khi bị Aurora phản bội, thì Maleficent đã hoàn toàn thất vọng với loài người. Aurora trở lại lâu đài báo với Vương hậu Ingrid tin không tìm được mẹ đỡ đầu. Mà Vương hậu Ingrid thì lại tỏ ra đau lòng với cảnh ngộ của Aurora, bởi vì bà ta cảm thấy Maleficent không xứng làm mẹ đỡ đầu của Aurora. Nếu Aurora yêu con của bà ta, vậy thì bọn họ có thể coi như là người nhà thật sự của nhau. Thế là Vương hậu Ingrid hạ lệnh tuyên bố với tinh linh của rừng Mo, cùng với dân thường của vương quốc. Vương tử Philip sẽ cưới công chúa Aurora vào 3 ngày sau. Đến lúc đó mời mọi người tới tham gia hôn lễ long trọng này. Các tinh linh nghe nói xong thì đều chờ mong hôn lễ tới. Mà Aurora vì không muốn để quốc vương và vương hậu thất vọng, nên đã dặn lòng đồng ý với đề nghị cử hành hôn lễ của Vương hậu Ingrid. Cô mặc đồ cưới do các tinh linh đã tỉ mỉ may cho cô. Song Vương hậu Ingrid lại bắt cô mặc một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn khác, bởi vì đây là áo cưới mà bà ta đã mặc khi gả cho quốc vương. Aurora còn được mời tham gia tiệc trà chiều của Vương hậu Ingrid và quý tộc. Các quý tộc khẽ thì thào với nhau về mẹ đỡ đầu và xuất thân của cô, làm cho Aurora cảm thấy rất ngượng nghịu. Cô càng ngày càng không giống cô nàng tự do ở rừng Mo nữa. Sự vinh hoa phú quý và quy tắc ở nơi đây đã khiến Aurora không thở nổi. Mặc dù Philip vẫn luôn an ủi cô, song cũng không thể làm sự buồn phiền trong cô giảm chút nào. Vương hậu Ingrid đi tới phòng quần áo, bẻ mạnh cái đầu của ma nơ canh. Và rồi giữa tủ treo đồ đột nhiên xuất hiện một lối vào mật thất thần bí. Bên trong mật thất có một lão tinh linh thấp bé còn xấu xí. Lão chịu sự sai khiến của bà ta, đang nghiên cứu một loại bột sắt màu đỏ cực kỳ nguy hiểm. Mà loại bột sắt này thì có thể khiến cho tinh linh mất đi tính mạng, hóa thành nguyên hình chỉ trong tích tắc. Cuối cùng, rừng Mo cũng sắp thuộc về ta. Tinh linh sẽ chỉ còn là lịch sử. Vật liệu chính để làm ra bột sắt đỏ là phấn hoa của hoa vong linh. Hoa vong linh là loài hoa mọc ở nơi mai táng người trong rừng Mo. Thế là Vương hậu Ingrid điều động binh sĩ tiến về rừng rậm ngắt hái trắng trợn. Maleficent cảm nhận được dị động thì ngay lập tức bay trở về rừng Mo. Nhưng lúc này đã muộn, chỉ thấy hoa vong linh đã bị ngắt hái chà đạp không còn thừa một bông nào. Mà binh sĩ mai phục gần đó cũng sử dụng đạn sắt đánh lén Maleficent. Mà vào lúc nguy hiểm ấy, Conan dùng cơ thể cản đạn lại cho Maleficent. Sau đó họ giải quyết hết đám binh sĩ và đưa Conan về đại bản doanh cứu chữa. Trong khi đó các tinh linh ở rừng Mo thì đều nô nức nhau tới tham gia hôn lễ của Aurora. Nhưng điều làm người ta thấy lạ là các binh sĩ thì xếp hàng hoan nghênh nhiệt tình các tinh linh tới tham dự hôn lễ, nhưng con người thì lại đều bị cản lại hết. Vương tử Philip đã trộm một bông hoa vong linh từ chỗ của Vương hậu Ingrid đưa cho Aurora, muốn mượn nó để làm tâm trạng của cô tốt hơn. Nhưng trong lòng Aurora lại sinh ra ngờ vực. Cô không rõ vì sao Vương hậu Ingrid lại có được hoa vong linh chỉ có trong rừng Mo. Thế là Aurora trộm đi tới phòng ngủ của bà ta, và rồi chó ngáp phải rồi khởi động cơ quan của mật thất. Sau đó ngón tay của cô lại xuất hiện dấu hiệu chúng nguyền rủa trước kia. Đợi tới khi cô tới mật thất dưới lòng đất thì mới phát hiện nơi đó có một guồng quay tơ dùng để hạ nguyền rủa, mà vương hậu đã dùng châm sắc của nó đâm quốc vương, từ đó làm ông chịu nguyền rủa ngủ mãi không tỉnh. Lão tinh linh trong mật thất đuổi Aurora mau đi ra ngoài. Song cô lại phát hiện rất nhiều tinh linh mất tích trong rừng đều bị giam ở đây, còn có một đống hoa vong linh trên mặt đất nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu ra mọi chuyện đều là âm mưu của Vương hậu Ingrid.
Nhưng khi Aurora muốn giải cứu tinh linh bị nhốt ở nơi này, thì vương hậu Ingrid đột nhiên xuất hiện ngăn cản cô. Aurora không hiểu vì sao bà ta lại căm thù tinh linh tới thế, mà bà ta thì nhớ lại chuyện xưa và kể sự thù hận trong lòng ra với cô. Vào mùa đông giá rét cực kỳ gian khổ của một năm, hoa màu đều chết rét, dân chúng trong vương quốc đều phải chịu đói. Bọn ta thấy rừng mo phồn vinh, ta và Kaka cho rằng nên đi cướp đoạt tài nguyên, nhưng cha của bọn ta là quốc vương, lại hy vọng lấy thành ý ra đối đãi. Người đã để huynh ấy đi đàm phán với tinh linh, sau đó thì huynh ấy đã không còn trở lại. Những con quái vật dã man đó còn chẳng biết nói nữa, chớ nói chi là đàm phán. Bọn họ giết Kaka của ta, ta sẽ không tin lời của bà đâu. Bà ta chán ghét người chồng suốt ngày nhân nghĩa đạo đức, coi trọng hòa bình của mình. Và thậm chí là bà ta còn cảm thấy chính con trai của bà ta cũng bị sự hòa bình che mờ đôi mắt. Sau đó bà ta ra lệnh nhốt Aurora lại, mà Conan dần mụ mị đầu óc thì được để nằm dưới cây đại thụ. Hắn bị thương quá nặng, đã không còn khả năng cứu chữa. Thế là tộc nhân đã tổ chức buổi tang lễ dành riêng cho Dark Fae cho Conan. Conan khao khát hòa bình nhưng lại chết dưới vũ khí sắt của con người. Các tộc nhân tỏ vẻ trong sự tức giận bất bình. Cùng chung sống với loài người thì chỉ có một con đường chết. Cho nên bọn họ quyết định cầm vũ khí lên, nổi dậy phản kháng mạnh mẽ. Vương hậu Ingrid ra lệnh cho binh sĩ biến bột sắt đỏ thành từng gói bom. Mà các tinh linh lúc này thì đang ngoan ngoãn ngồi ở bên trong giáo đường, chờ đợi sự bắt đầu của hôn lễ. Sau một tiếng ra lệnh của vương hậu Ingrid, thuộc hạ của bà ta bắt đầu diễn tấu âm nhạc ở trong giáo đường, mà cửa lớn của giáo đường thì cũng bị đóng chặt lại. Cùng với sự vang lên của tiếng đàn dồn dập và đan xen, những gói bom bột sắt đỏ được phun ra ngoài từ trong ống nhạc. Tinh linh cây đã mất mạng và hóa thành nguyên hình trong tác dụng của bột sắt. Tới lúc này thì bọn họ mới ý thức được bản thân đã trúng kế. Thế là cả đám hốt hoảng tìm chỗ trốn ở khắp nơi. Binh sĩ quan sát thấy phía trước có một lượng lớn Dark Fae đang xông tới. Song vương hậu Ingrid trên đài quan chiến thì vẫn án binh bất động. Mà khi Dark Fae tiến vào khoảng cách tấn công tốt nhất, thì họ bị bom bột sắt đỏ đánh trúng và thoáng chốc đã bốc hơi. Sau khi họ phát hiện không ổn thì lập tức tản đội ngũ ra và rồi xuống tay tấn công con người ở nơi có sự tấn công yếu nhất của lâu đài. Mà Aurora bị nhốt ở trong phòng thì dùng ga giường làm dây thừng, đáp từ chỗ cao xuống phòng của vương tử Philip và quốc vương. Cô báo rõ mồn một chân tướng, vương hậu Ingrid là chủ mưu phía sau cho Philip nghe. Thế là họ quyết định chia binh hai đường để ngăn cản chiến tranh xảy ra. Aurora đi tới giáo đường, muốn ở cánh cửa đã bị khóa chặt đó ra. Nhưng dù có quạ đen tới giúp thì cũng không làm được gì. Vương tử Philip đi tới đài quan chiến, cầu xin vương hậu Ingrid ngừng chiến tranh. Song bà ta lại ra lệnh khống chế hắn lại. Hắn hết cách, chỉ đành nhảy từ trên đài quan chiến xuống để thoát khỏi việc bị bắt giữ. Còn tinh linh trong giáo đường thì vẫn đang cố né sự tấn công từ bom bột sắt. Tinh linh xanh sau khi thấy đầu nguồn của bom là trong ống nhạc ở chỗ cao, thì đã quyết định hy sinh chính mình để chặn ống lại, làm cho cục diện thảm khốc trong giáo đường được khống chế triệt để. Để báo thù cho tinh linh xanh, tinh linh đỏ và lục đã quấy rầy tầm nhìn của Gerda và làm cô ta ngã từ trên cao xuống chết. Aurora và quạ đen bị binh sĩ trong lâu đài bắt lấy. Bọn họ còn đè người lên người của quạ đen, muốn khống chế hắn lại. Mà khi quạ đen sắp mất đi ý thức, thì hắn chợt biến thành một con gấu đen hung hãn quật ngã binh sĩ. Maleficent mất tích đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa. Conan truyền thụ ý chí và năng lực của mình cho bà, để chiến lực của Maleficent tăng lên gấp mấy lần. Maleficent phá hủy từng cái máy bắn pháo trên đài quan chiến một, giúp đỡ cho Dark Fae phát động tấn công với loài người. Mà quạ đen đã biến thành gấu đen kia thì dỡ luôn cánh cửa đã khóa chặt, để tinh linh bị nhốt trong giáo đường được cứu ra. Vương tử Philip thì kè kiếm vào cổ của Dark Fae, nhưng hắn cũng không có ý giết Dark Fae. Đây không phải chiến tranh mà ta gây ra. Mẫu thân của ta muốn chiến tranh. Chúng ta trúng bẫy của người rồi. Ta sẽ không để cho thù hận phá hủy vương quốc của người và cả các ngươi nữa. Mà tất cả những cảnh này Maleficent đều thấy hết. Bà tìm vương hậu Ingrid muốn trừng phạt kẻ đứng sau màn này. Nhưng Aurora lại chạy tới ngăn cản Maleficent như một thánh mẫu. Dừng lại, chuyện lúc trước con rất xin lỗi, nhưng con không trách người. Người vẫn còn lựa chọn khác mà. Con biết người là người ra sao. Con không hiểu ta. Con hiểu người. Người là mẫu thân của con. Không, vương hậu Ingrid nói về phương pháp trị quốc của mình. Và còn nói chuyện Maleficent là nữ ma đầu. Là do bà ta tung ra với vẻ đắc ý. Mục đích là vì lợi dụng sự khủng hoảng của dân thường để tiêu diệt kẻ địch. Khi Aurora lên cơn giận dữ, sắp bị binh sĩ cưỡng chế đưa đi. Khi bà ta tưởng mọi thứ đều kết thúc, thì ba giọt nước mắt mà Aurora để lại làm Maleficent sống lại từ trong cho tàn. Bà biến thành một con phượng hoàng đen. Vương hậu Ingrid đã đẩy Aurora xuống dưới để thu hút sự chú ý của phượng hoàng. Sau đó vội vàng rời khỏi đài quan chiến giữ mạng. Phượng hoàng lao xuống tiếp được Aurora với tốc độ cực nhanh. Tuy người bà đập mạnh xuống đất nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng, không để con gái của mình chịu chút tổn thương nào. Sau đó phượng hoàng khổng lồ lại biến trở về Maleficent, trùng phùng một lần nữa cùng con gái. Chào con, bé cưng, ta rất nhớ ngươi. Bà ngã đụng hỏng đầu rồi hay gì? Ừ đó, Philip, ngươi yêu con gái của ta chứ? Yêu nàng ấy hơn hẳn mọi thứ ạ. Rất tốt, lão tinh linh sau khi tỉnh ngộ đã cứu các tinh linh bị nhốt.
còn hiến châm của Gồm Quay Tơ nguyền rủa cho Maleficent. Chỉ thấy bà sử dụng ngọn lửa thiêu hủy nó, phá vỡ nguyền rủa. Ngay lập tức quốc vương đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, mà vương hậu Ingrid âm hiểm xảo trá thì đã biến thành một con dê rừng bởi ma pháp của Maleficent. Cuộc chiến tranh giữa con người và Dark Fae cuối cùng cũng kết thúc. Philip và Aurora quyết định cử hành hôn lễ và mời tất cả chủng tộc tới tham gia, nhờ vào đó tìm được phương hướng chính xác để dựng nên sự hòa bình chân chính. Cuối phim, Aurora và Philip đồng ý với lời hứa làm bạn bên nhau cả đời, trong sự chứng kiến của mọi người và các tinh linh. Từ đó, rừng Mo và Vương quốc Anstead không còn phân tranh nữa.